Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di đà Phật Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ Kính thưa quý vị thì hữu tri thức Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể Chư Đồng Đạo Hiện Diện Thân Kính Trong buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hảo hôm nay Chúng tôi sẽ gặp gỡ, chia sẻ cùng quý vị Qua một cái chuyên đề là chánh mạng đây là một cái chuyên đề rất quan trọng nằm ở trong cái phần giới luật của giới định huệ. Thì như chúng ta đã biết Đức thầy dạy trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh. Và sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh. Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt đến mục đích, thế nên cần phải hành luôn đạo bắt chánh tiếp theo. Vì nó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát vậy thì bát chánh gồm có chánh kiến, chánh tư duy, à, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. vậy thì trong buổi gặp gỡ hôm nay à, tôi và quý đồng đạo chúng ta sẽ chia sẻ qua cái chánh thứ năm của bát chánh đạo, còn gọi là quyển kinh nhật tụng à, của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát. À, mai thai chúng ta sinh sống trong thời kỳ mạt hạ này À, pháp môn bế mạc thánh đạo trăng du người tâm trí tối đen đời lắm Mai dương phế rối thế mà hôm nay tôi vào đồng đạo được may mắn được gặp đức tôn sư kính yêu và đặc biệt ngài à, lập đạo triển khai các cái phương pháp tu hành phù hợp căn cơ với người tín đồ tại gia cư sĩ mà ngài dạy rằng tùy phong hóa dân sanh phù hợp chấp bút thần tết bổn kinh và đặc biệt thì trong cái tất cả các cái phần à, về phương pháp thu hành còn gọi là phương tiện pháp để đưa hành giả thoát chốn mê đồ tấn quá trên lộ trình giải thoát để đắc được cái quả vị giải thoát à, thoát khỏi cái cảnh sinh lừa sanh lão bệnh tử cái cảnh luân hồi thống khổ trong lục đạo trong tam đồ ác đạo mà chúng ta đang gánh chịu từ vô đi kiếp đến nay thì à, trong các phương pháp ấy thì bát chánh đạo là một phương pháp cực kỳ quan trọng và đặc biệt thì nhờ đức thầy mà đồng đạo chúng ta mới trực nhận được thế nào là bát tà nhờ đức thầy mà chúng ta biết được cái nguyên nhân tạo lên cái ác nghiệp để đòi định trả nhờ đức thầy mà chúng ta biết được con đường chân chánh nhờ đức thầy mà chúng ta biết được tu tập để rồi mỗi đồng đạo chúng ta thăng qua vào cái lộ trình giải thoát thì theo tôi nghĩ rằng đó là những cái điều rất là quan trọng thì có thể là gói gọn trong bát cánh đạo mà Đức Phật dạy là nơi nào có bát thánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát. Thì hôm nay Đức Thầy cũng khẳng định rất rõ đây là con đường giải thoát còn gọi là bát thánh đạo tức là bốn con đường đưa hành giả đắc được thánh quả rồi gọi là tứ thánh đối dạy đối lại với luật phàm để chúng ta hoàn toàn giải thoát. Nói chung thì mỗi chánh đều có một cái điều đặc biệt, đều có một cái phương pháp tu hành đặc trưng. Tuy nhiên, chánh mạng cũng là một trong các cái chánh quan trọng. Bởi lẽ rằng chúng ta có xác thân Có mạng sống này Thì chính đây xác thân này Nó là phương tiện Dù rằng nó là tạm giả Nhưng mà cũng vì cái phương tiện này Mà có thể là sanh nghiệp Và cũng có thể là sanh phước Chính vì lý do đó cho nên hôm nay Đối với người tu là Phật giáo Hòa Hảo Tầm vào cái con đường giải thoát Thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhận diện có được Cái tà mạng Nhận diện được những cái hành động những cái sự, cái sự tham luyến những cái sự yêu thích những cái sự nghiện ngập do cái thân này gây ra để rồi linh hồn chúng ta phải chịu luôn chuyển báo đền vậy thì cái thân cái thân nó là phụ thuộc cái thân là vật chất bên ngoài nhưng mà cái điều phụ thuộc này cái điều vật chất này nó luôn âm hưởng đến bên trong cũng chính vì cái thân này tạo tác hành động ưa thích nghiện ngập mà cái, cái cái linh hồn chúng ta phải xuống xuống lên lên trong sáo não, sanh tử luân hồi mà Đức Thầy dạy là chuyển luân trong nhân vật các loài căng mà ám làm điều dại dột. Vậy thì hôm nay trong con đường tu, nhất là chúng ta bàn về chánh mạng thì gần như tôi và quý vị chúng ta đã tầm được cái gốc rồi. Vậy thì theo lời Đức Thầy dạy chánh mạng là gì? Rồi cái bộ mặt của tà mạng ra sao? tai hại như thế nào? Và hôm nay làm cái gì? theo lời Đức Thầy để chúng ta tu hành đạt được cái chánh mạng để mình bước vào cái lộ trình giải thoát. Thì à, kính thưa quý vị, theo chúng tôi nghiên cứu, mỗi cái chánh à, trong bát chánh đạo theo lời Đức Thầy thì dầu rằng tám con đường này trong 37 phẩm trợ đạo của đạo đế. Tuy nhiên thì nếu hành giả thực hiện được một trong các chánh này thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ động đường giải thoát. Chỉ một chánh thôi. Bởi vì gần như tính được thù này, tám chánh này là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh À, tuy nhiên khi mà chúng ta thực hiện được một chánh thì gần như là chúng ta đã giải thoát đó quý vị ạ. Thì đồng đạo à, có thời gian có thể xem lại xem lại các cái chánh mà chúng tôi trình bày, nhất là trong thời điểm năm 2022 năm nay, tức là những cái đời mới bây giờ thì à, tôi sẽ khai thác sâu hơn về phương châm hành đạo và cắt bỏ bớt những cái sự rườm rà, những cái vấn đề mà chúng ta không cần thiết phải nói. À, chúng tôi tinh gọn lại Bởi vì vào cái thời kỳ này Thì gần như chúng ta cần phải đi sâu sát vào vấn đề à, Nhiều khi chúng ta nói dài dòng quá Nó mất thời gian à, Sống trong thời buổi Phật này Càng tinh gọn Mà đầy đủ, đầy đủ ý nghĩa Cái quan trọng là chúng ta phải à, Nghiên cứu Rút tỉa bản thân Của đời hành đạo Để rồi mình đưa ra một cái phương châm hành đạo Phù hợp với lời đức thầy à, Phù hợp với con đường giải thoát Và đặc biệt hơn nữa Thì theo chúng tôi nghiên cứu trong Phật giáo giữa chánh mạng mà đức thầy dạy chúng ta và chánh mạng hiện có ở Phật giáo Việt Nam ngày nay còn gọi là Phật giáo thế giới ngày nay thì gần như nó có những cái điểm nó khác à, đối với phần chánh mạng của Phật giáo ngày nay thì đa phần các cái vị tăng sư giảng dạy à, cho các cái lớp cũng như là giảng dạy ngoài đại chúng thì cái chánh mạng của các vị này đặt nặng ở cái chỗ là nghề nghiệp là chính. À, tức là cho rằng cái mạng sống chúng ta tạo nghề nghiệp bất chánh cho nên gây lên cái sự nhờ xấu của thân mạng còn ngược lại thì vấn đề này Đức thầy lại đưa vào trong vấn đề trách nghiệp đó là những cái ngành nghề do cơ thể mình bản thân mình tạo ra mà tôi cũng đã có trình bày trách nghiệp mấy lần rồi à, Tuy nhiên thì quý vị muốn rõ hơn thì chúng ta xem lại à, trong cái trang mà chính thức của tôi thì à, tôi sẽ tin gọn lại à, còn trước đây thì nhiều khi là do cái khả năng cái trình độ nghiên cứu của mình nó chưa tới À, hoặc giả là à, do cái diễn đàn thì Chúng ta phải tâm sự thêm Một số vấn đề có liên quan à, Đối với ban tổ chức Đối với đồng đạo Cho nên nó có phần hai vài dòng Như vậy thì trở lại à, Quý vị từng nghe theo dõi chúng tôi Thì quý đã biết rồi Thì gần như tôi cũng đã nói rồi Đức Thầy chúng ta ra đời Nó có nhiều cái điểm khác Với Phật giáo ngày nay Phật giáo hiện tại Chính vì những điểm khác này Cho nên Đức Thầy mới ra đời mở đạo Chứ nếu như mà không khác Thì đạo Phật có rồi tam tạng giáo điển trùng trùng điệp điệp chúng ta học cả đời cũng không hết nữa thì đức thầy ra đời dạy chúng ta thì nó dư sao nhưng mà xin thưa là không dư bởi vì đức thầy rút ngắn lại đức thầy quy nguyên phật pháp canh tân giáo điều đức thầy chúng ta dựa vào cái căn cơ trình trình độ của chúng sanh nhất là nó phù hợp với người tại gia cư sĩ cái điều đặc thù của giáo lý phật giáo hòa hảo mà đồng đạo chúng ta phải đặt trọn niềm tin đó là phù hợp với người tại gia cư sĩ vì vậy cho nên hôm nay chúng ta là người tại gia cư sĩ Thì cái quan trọng mình phải tìm ngay Cái giáo thuyết học Phật tu nhân của Đức Thầy Luôn luôn phù hợp với người gia cư sĩ à, Cho nên thì chính vì cái điều khác đó Mà Đức Thầy ra đời Đức Thầy mới cải sửa lại Canh tân lại Thì cũng như tôi vừa nói Đồng đạo có thể tham cứu thêm Giữa chánh mạng của Đức Thầy Và chánh mạng của Đạo Phật ngày nay Thì xin thưa rằng nó có những cái điều nó khác biệt với nhau Cho nên thì hôm nay chúng tôi trình bày phần chánh mạng này Sẽ liên hệ qua ba yếu tố Một là dựa vào cái phần dân dần của giác mê tâm kệ phần dân dần của dặn dò bốn đạo và cái phần dân tản của quyển sáo về phần chánh mạng thì mỗi cái chánh như vậy chúng tôi đều à, tức là đều liên hệ à, với các cái địa chỉ trên à, để chúng ta làm tròn cái trách nhiệm thực hiện đúng là đức thầy cái quan trọng là người tín đồ phật giáo hòa hảo giờ này thì đức thầy đã vắng mặt rồi đức thầy để quyển sắm giảng thế dân toàn bộ và Ngài đã căn dặn rằng làm theo lời chỉ Ngài trời gặp ta hoặc là ai mà ta dạy giảng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương do đó cho nên tôi mong rằng tất cả đồng đạo xa gần phải nghiên cứu học tập lời Đức Thầy một cách rành rẽ có nghiên cứu có học tập có đem vào lòng thì chúng ta hành mới đúng chúng ta mới không sai đường lạc lối còn nếu như giờ này mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta không nghiên cứu không học tập lời thầy dạy là vàng là ngọc quý báu dữ lắm mà chúng ta không học thì lấy gì chúng ta hiểu mà không học không hiểu thì làm theo nhất định chúng ta sẽ làm sai thì đương nhiên chính vì làm sai đó mà sẽ đưa ra rất là nhiều cái hệ quả ảnh hưởng đến uh, bản thân chúng ta rồi ảnh hưởng đến đạo phật giáo hòa hảo ảnh hưởng đến cộng đồng nhiều khi chúng ta nói là thầy tôi dạy như vậy nhưng mà thật cái ra chúng ta hiểu nhầm là được thầy gọi là y kinh dễ nghĩa tam thế hoặc oan đức thầy dạy bằng một cái nghĩa lý là chúng ta lại hiểu ở một góc độ là nghĩa chết tức là chúng ta hiểu ở nghĩa đen vì vậy cho nên nhiều khi rồi đồng đạo chúng ta lại nhầm lẫn cho nên thường thường thì những cái sự trình bày của chúng tôi chúng tôi thường nghiên cứu theo cái khả năng hiểu biết của mình Dựa là đức thầy chứ chúng tôi cũng không dám rằng không dám khẳng định rằng ý đức thầy là vậy thì có những ý nào nó dễ có thể chúng ta hiểu được một cách trọn vẹn thì mình dám khẳng định là là đức thầy còn những ý nào khó hơn thì có thể chúng ta hiểu ở một góc độ tương đối để rồi mỗi đồng đạo chúng ta ở một cái trình độ không đồng nhau thì chúng ta hiểu ở một cách cũng không đồng nhau miễn làm sao đi đúng cái con đường là chân chánh giải thoát đúng theo bác thánh đạo bác chánh đạo à, loại trừ bác tà để chúng ta thăng qua đến cái cảnh niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh thì bao nhiêu là tốt rồi. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói thêm một số yếu tố để cho chúng ta có một cái cách nhìn đúng là Đức thầy. Thì tôi sẽ cố gắng à, khi bắt đầu tôi tạo cái trang youtube này thì tôi sẽ cố gắng gây dựng cái trang này cả cuộc đời của tôi. Thì bao nhiêu sự biết của tôi là Đức thầy thì kể từ sau khi tôi tạo trang này thì tôi sẽ nghiên cứu có thể là hàng ngày có thể là vài ngày thì chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cho đồng đạo xa gần theo có sự hiểu biết của mình bởi vì hôm nay mai thai mình cũng được cái trách nhiệm được cái vai trò được đồng đạo tín nhiệm được đức thầy giao phó cái nhiệm vụ này thì tôi sẽ cố gắng trình tự theo cái dòng thời gian cho nên thì mình sẽ triển khai một cách mạch lạc qua những cái chuyên đề thì có thể là thứ tự từ từ thì chắc có thể là chúng tôi sẽ cùng quý vị chúng ta gặp nhau nhiều lắm, à, có thể là theo cái dòng đời thời gian thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để chúng ta có một cái điều kiện để nhằm chia sẻ cho giờ này bên ngoài thì quý vị biết rằng thời buổi giờ này thì công nghệ thông tin thời buổi 4.0 rồi các cái trang youtube của đồng đạo chúng ta đưa ra phải nói rất là nhiều, trong đó có rất nhiều thông tin cũng có những thông tin chúng ta rất đáng tin cậy, rất đáng học hỏi, rất đáng nghiên cứu còn cũng có những cái thông tin mà gần như nó sai biệt là đức thầy ảnh hưởng chung đến nền đạo cho nên chính vì vậy mà chúng tôi mới tạo cái trang youtube này để nhằm phục vụ cho đồng đạo chúng ta xa gần để mình có một cách nhìn thế nào đó theo quan niệm cá nhân của tôi và theo là đức thầy để chúng ta cùng tu cùng tiến thì đó là cái ý của chúng tôi trong cái quá trình trình bày cũng như các yếu tố ở các cái diễn đàn khác nhau thì trở lại thì hôm nay nãy giờ chúng tôi nói là nó đầu cũng hơi nhiều Hôm nay thì chúng ta trở lại để chia sẻ sinh hoạt qua cái học tập qua cái bài chánh mạng mà Đức thầy đã dạy. Vậy thì chánh mạng là gì? Đức thầy dạy là chánh mạng là sanh mạng chân chánh. Có nghĩa rằng mọi cái việc làm, mọi cái hành động, mọi cái sự sinh nhai trong cuộc sống của mình nếu những cái nào chân chánh, không ô nhiễm vào tà vậy thì đó là chánh mạng. Còn nếu như những cái nào mà chúng ta phạm vào tà vậy, phạm vào ác nghiệp phạm vào cái sổ cái chỗ uh, ghiền nhiễm thì xin thưa rằng đó là tà mạng mà đức thầy đã dạy thứ gì tránh mạng vậy mà việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai như vậy thì nếu như mọi hành động mọi việc làm trong cuộc sống sinh nhai của mình thì mình đều để cho cái phần linh hồn tức là cái phần chủ đó cái phần chủ nhân ông cái phần linh huệ của mỗi chúng ta mà nó sai khiến chúng ta thì tốt lắm còn nếu như mà trong việc làm chúng của mình mà mình bị thụ động chúng ta để cái cảnh ở bên ngoài thí dụ như để danh lợi tình bên ngoài thí dụ để lục trần là sắc thinh hương vị chú pháp bên ngoài nó sai khiến chúng ta nó buộc chúng ta phải làm đầy tớ cho nó thì như vậy là chúng ta là người phạm vào tà mạng vậy thì khi nó đến đây mình mới liên tưởng từ chỗ đức thầy dạy là thứ nhì chánh mạng vậy mà việc làm cho định tâm hồn khiến sai thì xin thưa quý vị đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày trong mọi cuộc sống sinh nhai của chúng ta thì xin thưa rằng cái việc làm của mình thì đa phần linh hồn chúng ta không có khiến sai mình được mà thường thường linh hồn chúng ta nó rơi vào chỗ thụ động Bởi vì một điều mà đồng đạo chúng ta phải biết rằng là Bởi vì cái cơ trí của mình Cái 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 sự hiểu biết của mình Nó ở một cái giới hạn Bởi vì mình đã bị vô minh Nó vây phủ từ vô lý kiếp đến nay Vì cho nên khi mà sinh ra rồi Thầy dạy rất rõ là bở lớn lên tập nhiễm lợi danh à, Nên tật xấu cho mời thiện tánh Do đó nên linh hồn chúng ta bị khuất lấp Bị phước lấp bởi một lớp dày đặc của vô minh cho nên đa phần chúng ta không có được cái sự à, linh hồn khiến sai, tức là không được sự bên trong cái sự tâm thức của Phật tánh chúng ta khiến sai. Mà đằng này đa phần chúng ta bị danh lợi tình, nó khiến sai. Phần đông cũng vì danh, vì mình được à, mọi người quý trọng, được quyền cao chức trọng, được cái danh. Cho nên chính vì muốn được cái danh đó thì chúng ta phải đổ bấy bao nhiêu cái sự à, trí quá đầu tư, à, bao nhiêu cái hành động, bao nhiêu cái mưu mô, mô xảo quyệt để chúng ta có được cái danh đó. Hay hoặc là chúng ta vì cái lợi Vì được có thật nhiều tiền Có thật nhiều của Thì những người, những con người cũng không Không màng đến tội phước Không màng đến cái lương tâm đạo đức Cái linh hồn nó giống như lương tâm đạo đức của chúng ta gì vậy? À, Nếu linh hồn khiến sai là lương tâm đạo đức Chúng ta khiến sai đó Còn đằng này đôi khi chúng ta vì ham tiền Vì muốn tạo thật nhiều tiền Với những cái sự ước vọng Những cái sự khát vọng làm sao phải có tiền nhiều giống người ta làm sao phải đi xe sang làm sao phải có nhà cao cửa rộng chính vì vậy nên bất chấp mọi thủ đoạn làm ngược lại những cái tư tưởng về đạo đức về nhân phẩm về cái lương tâm đạo đức con người để chúng ta có được tiền hoặc giả là cái thứ ba nữa cũng vì cái dục vọng ham muốn vì sắc đẹp của người khác phái mà đôi khi nó khiến xui chúng ta sẵn sàng làm những việc ác để làm sao chiếm đoạt chiếm hữu cái của đó nó về cái cá nhân của mình nó phụng sự cho dục vọng ham muốn của mình thì mình mới thỏa mãn và chúng ta lại quên một điều rằng những cái danh lợi tình đó mà khi chúng ta đắm nhiễm thì giống như một cái người đang bị ngứa nhưng mà đằng này chúng ta lại lấy thuốc ngứa bôi vào cái tay rồi lấy cái tay gãi vào chỗ ngứa đó thì càng ngày nó càng ngứa nhiều hơn nữa kính thưa đồng đạo cái người mà đang nghiện ngập vào danh vào vào lợi vào tình nó giống như một cái vết ngứa vậy đó Lúc nào cũng muốn gã cho đã ngứa hết Nhưng mà mỗi lần gã như vậy Chúng ta lại thoa một cái thuốc ngứa mới Vào trong cái tay chúng ta Rồi chúng ta lại gãi chỗ ngứa đó Thì chính vì vậy cho nên ngứa nó càng ngứa không hết Thì đấy là cái hành trạng của tà mạng đó Hả? Trừ khi chúng ta có được chánh mạng Chúng ta nhận diện được rõ ràng Minh bạch mọi sự kiện ở trên cuộc đời này Thì lúc đó thì chúng ta mới quả mai Mình mới không có còn thoa thuốc ngứa nữa Mình mới rửa sạch Rồi rửa sạch lửa trần ai rồi rửa sạch những cái cát bụi trần ai để rồi chúng ta thăng qua vào lộ trình giải thoát mà cái chúng ta trình bày hôm nay đó là phần chánh mạng là một trong các điều quan trọng của bác chánh đạo như vậy thì cái cái theo cái sự trình bày chúng tôi cũng như là đức thầy thì chúng ta nghe đức thầy giới thiệu cái hành trạng tà mạng như thế này cái nguồn gốc của tà mạng cái nguyên nhân tà mạng tại cái thân bởi cái chúng ta bàn cái chúng ta bàn là chánh mạng cho nên cái nguyên nhân của cái chánh mạng này là cái thân nếu mà tôi và quý vị không có cái thân thì chắc chúng ta không không rơi vào vào tà mạng. Vậy vậy hôm nay chúng ta tu là chuyển quá, chuyển từ tà thành chánh, chuyển từ ma thành phật. Như tôi thường nói giống như bàn tay chúng ta vậy, chúng ta chỉ cần lật ngửa, lật úp thì bao nhiêu là xong rồi đồng đạo à. Trên con đường tu hành chúng ta nó dễ vậy đó. Nếu chúng ta hiểu được mình nắm đúng cái diền mối rồi thì tôi tin chắc rằng là chúng ta tu rất là dễ à. Và đây cũng là một trong các diền mối à. Những cái chúng ta trình bày đây là một trong các diền mối. Như vậy thì nguyên nhân chính của tà mạng là do cái thân Và hành trạng nó thì Đức Thầy đã khẳng định rất rõ rồi Ở đời người ta hay lấy sát thân mình làm gốc Và hay quý trọng săn sóc nó Ấy cũng do lục căng ô nhiễm lục trần Như vậy thì Đức Thầy đã khẳng định chúng ta biết rằng Tất cả mọi con người sống trong cái đời này Thì xin thưa quý vị ai cũng lấy thân làm gốc Đây là điều không ai chối cãi được đây là điều không ai phải nói rõ là 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 là, là, là không công nhận tất cả con người sống ở trên cõi đời này giàu vua giàu quan giàu dân giàu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì đa phần là chúng ta đều lo cho thân đều lấy cái thân làm gốc tức là người ta cứ nghĩ rằng cái thân này là trường tồn cái thân này là vĩnh cũ cái thân này là tốt đẹp cái thân này là hơn hết cho nên kỳ thật ra thì quy cho cùng thì cũng vì cái thân này mà làm chúng ta khổ quá quý gì phải không quý vị tối ngày cũng lo cho thân nè à, lo cho nó ăn nè à, lo cho nó mặc nè à lo cho nó nghỉ nè, lo cho nó ngủ nè, lo thuốc thang cho nó uống nè, trang điểm cho nó đẹp nè, vân vân mọi thứ. Rồi lựa xe sang cho nó đi nè, cắt nhà cao cho nó ở nè, à, là 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 mua máy điều hòa cho nó mát nè, thì xin thưa rằng quá nhiều thứ rồi. Cho nên ở đời Đức thầy nói câu này nó hay cực kỳ, ở đời người ta hay lấy xác thân mình làm gốc, thật sự là quá hay đúng không? Quá hay, Đức thầy nói câu này rồi không ai chối cãi được. Cũng chính vì chúng ta nhận định sai lầm những cái quyển giả này mà làm cái thật Vậy cho nên thường thường chúng ta lại không đầu tư vào cái chân lý giải thoát Không đầu tư vào cái phần linh hồn Cái phần tâm mà đa phần chúng ta đã đầu tư vào cái xác thân Trong khi đó cái xác thân là cái giả tạm Cái xác thân là cái rôn cùm Cái xác thân là cái tứ đại hiệp thành Cái xác thân rồi một ngày nào đó nó sẽ một cái định lực Một cái công lệ sinh lão bệnh tử Rồi cuối cùng nó bỏ chúng ta ra đi Điều này ai cũng biết Một cái điều tất yếu nhất trong cái cuộc sống con người chúng ta đồng đạo ạ à tôi và quý vị chúng ta thừa hiểu tất cả mọi người nhan nhản gần 8 tỷ người trên thế giới này ai cũng thừa hiểu hết hiểu cái gì hiểu cái thân này rồi đây sẽ già cái thân này rồi đây sẽ bệnh cái thân này rồi đây sẽ chết kính thưa đồng đạo ạ à. nhưng mà phải hiểu như vậy để chúng ta cao cao bay chúng ta xa chạy chúng ta tẩu đào chúng ta trở lại cái phần tâm hồn để được tu hành giải thoát thì tốt biết mấy đằng này chúng ta hiểu cái thân này già cho nên lúc bây giờ làm nó đừng già đi thăm mỹ viện, nè uống thuốc uh, chống lão quá nè phải không quý vị đừng cho nó già phải không mày cuối cùng nó già không nó vẫn già coi chừng chúng ta lại lạm dụng thuốc thì nó còn ảnh hưởng đến 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 là cái cơ thể của mình đó. ở đây những đồng đạo nào mà có tiền thường dùng những cái loại thuốc mà tôi nói thông cảm cho tôi chân lý là vậy cái tôi nói là chân lý không phải tôi nói sọ nó xiên quý vị đâu ạ à. phải không quý vị chúng ta muốn cho nó đừng già thì cuối cùng là chúng ta dù rằng mình có ngụy trang có nhuộm tóc có cạo rau có uống thuốc chống lão hóa dầu rằng thuốc mắc tiền cỡ nào nhưng xin thưa rằng rồi chúng ta cũng phải già thôi già thế gian này con người rất là sợ bệnh ai cũng sợ bệnh hết mới hư hư là cạo gió hơi hư là uống thuốc hơi hư đi bác sĩ hư đi bệnh viện rồi nhưng mà cuối cùng sợ được không không có bệnh được không Không. đây là chân lý đây là quy lực rồi tất cả tất cả chúng ta ai cũng bệnh hết. Dầu đằng mình mua thuốc thật hay, uống thuốc bồi dưỡng, uống thuốc bổ, uống thuốc đắt tiền, uống thuốc là thực phẩm chức năng, đủ thứ chuyện hết đây tôi nói chung đó, chứ tôi cũng không có muốn là xỏ xiên bất cứ một cái hãng thuốc nào. Như vậy thì cuối cùng lại rồi, bệnh nó vẫn bệnh thôi. Chúng ta ngừa được thuốc bệnh này, thuốc ngừa được bệnh này thì bệnh kia nó phát sinh. Uống thuốc trị gan thì nó phá dạ dày uống thuốc trị dạ 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 gan thì nó phá thận uống thuốc thận thì nó phá tim vậy chúng ta mới chết được chứ đây là chân lý mà tất cả con người chúng ta ai không không khai thoát khỏi vấn đề này rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ chết mà sợ được không không tất cả chúng ta đều phải chết thôi điều này ai cũng biết mà đây là lẽ tất nhiên của xã hội cho nên quý vị ơi cái điều đau khổ trong cuộc đời của mình đó, là chúng ta không dám nhìn nhận sự thật cái tà mạng ở đây là cái chúng ta không dám nhìn nhận sự thật cái chánh mạng đây là chúng ta phải nhìn nhận sự thật Chỉ bao nhiêu thôi Bao nhiêu đắc đảo đâu Chỉ khi chúng ta dám nhìn nhận sự thật Của sự khổ của thân Thân này rồi sẽ già Thân này rồi sẽ bệnh Thân này rồi sẽ chết Thì nếu chúng ta dám nhìn nhận cái sự thật đó Thì tôi tin chắc rằng à, Chúng ta sống trong chánh mạng Đằng này tôi và quý vị trốn lánh nó Tìm mọi cách để xa lánh nó Ai nói ta chết chết là sợ à Nói gì xui lắm Nhưng mà chù chết có chết không không Trù nào sống dai nữa nữa phải không quý vị vì vậy cho nên chúng ta trốn tránh chúng ta sợ mình già sợ mình bệnh sợ mình chết nhưng cuối cùng rồi đâu có thoát được đâu để ma bệnh theo hờ bán gót thần chết kia ôm hót bên mình mà đức thầy đã dạy rất rõ rồi rất rõ rồi kính thưa đồng đạo vì vậy cho nên chính vì chúng ta nhận định sai lầm đó chúng ta hiểu nhưng lại mình trốn tránh trốn tránh trách nhiệm cho nên chính vì vậy cho nên tất cả con người đức thầy dùng ở đời mà ai cũng lấy sát thân làm gốc hết và cái 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 sở dĩ mà cái nguyên nhân chính để nó gây ra cái 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 hành trạng đó thì đức thầy lại xác định ở ngay cái thân chúng ta nữa là gì lục căn nhãn nhĩ thì thân ý cái này là cái 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 thầy chỉ điểm nè cái chính nè cái thân là cái tổng quát và cái vi tế những cái nhỏ nhặt những cái thành phần căn bản trong thân để nó làm cho chúng ta phải ô nhiễm thì đó không ngoài nhãn mắt à, nhãn nhĩ lỗ tai rồi tỷ tức là nhãn nhĩ tỷ là lỗ mũi thiệt là cái lưỡi thân là cái thân chúng ta ý là ông chủ bên trong nhãn nhĩ tỷ thì thân ý thì là sáu cái này sáu này và chính vì sáu cái này thì khi nó tiếp xúc với sáu trần ở ngoài là sắc tức là sắc đẹp tức là hiển sắc tất cả màu sắc gọi là sắc rồi thinh rồi tất cả các âm thanh âm thanh nghe ngọt ngào âm thanh nghe hay trong trẻo âm thanh nghe im tai là hương, tức là cái mùi thơm, cái mùi dễ chịu, cái mùi mà ngửi rồi một cái nhớ hoài không quên. Đó, rồi vị, tức là cái vị nếm, cái vị ngọt, cái vị ngon, cái vị mà buổi cơm nào cũng 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 cần nó thiếu chịu cũng được. Đó, rồi thân thì tức là sắc tương vị xúc và pháp, pháp là gì? À, xúc là gì? Xúc là cái cái sự tiếp tiếp xúc đó, cái sự da chạm á. da à, chạm thì muốn cho nó láng, nó trơn, nó mướt, nó mịn. À, thì đó là cái thân, lúc nào cũng muốn vậy đó và cái ý thì thích vào vạn pháp ở cho nên thì sắc thân hương vị chúc pháp là sáu cái nó hằng hữu bên ngoài sáu cái này là vật ở thế gian nếu nói góc độ nào đó là chúng ta không dính dáng như mình hết á nó tách nó tách khỏi của người chúng ta không dính nhưng mà tại vì chúng ta mời gọi chúng ta kêu nó vào khi chúng ta tiếp xúc với nó mình tìm kiếm nó mình buồn quá mình vô minh quá mình cô đơn quá mình phiền não quá tự chúng ta kiếm nó đem nó vào cho nên từ lục căng cái của chúng ta Rồi chúng ta lại gặp cái cảnh vạn pháp bên ngoài Chúng ta mời gọi nó vào Cho nên sanh ra thêm sáu cái nữa là sáu lục thức Như vậy thì Đức Thầy đã diễn khai Triển khai một cách hết sức là tinh thế Rõ ràng cho chúng ta hiểu Giữa cái sự ô nhiễm này Mắt thì sao? Ưa xem sắc đẹp Tai ưa nghe tiếng hai Mũi ưa ngửi hương thơm Lưỡi ưa đồ ngon béo Thân ưa sự sung sướng Ý ưa chức khoảng cao thì như vậy thì đồng đạo suy gẫm cho tôi Trong cuộc đời sống con người của mình Bình diện Ở đây tôi dùng cái từ là bình diện cộng đồng đó, Thì thật ra có ai thoát khỏi sáu con đường này không Không Tất cả con người chúng ta ai cũng ưa xem sắc đẹp hết Trừ khi những nhà tu Là ngoại lệ Mà nhà tu đôi khi vẫn còn ưa Nếu chúng ta tu không đúng chân lý Rồi ta hay ưa nghe những địa âm thanh Lưỡi Mũi ưa ngửi những đồ hương thơm lưỡi ưa những điều đồ ngon béo thân ưa sự sung sướng ý ở chức phần cao thì phải nó rõ đằng sáu con đường này dính hết về khi bạn ở đây chúng ta thấy lộ lộ rõ ràng cái gương mặt của tà tà bạn như thế nào rồi thì đến đây là chúng ta thấy rõ rồi cũng chính vì sáu con đường này nè cái điều này đức thầy nói quá đúng rồi là thầy nó đâu có gì sai đâu thầy phật mà ngài là phật ngài chỉ điểm ngay trong cái tâm địa của chúng ta ngài chỉ ngay cái điểm yếu ngài nói một cái chứ chúng cái trơn bây vậy. Gần như là khi mà bắt đầu một đứa trẻ lớn khôn có nhận thức rồi Thì nó đều rơi vào sáu cái điều ưa thích mà Đức Thầy đã dạy nè Phải không? Rồi lứa tuổi càng cao chừng nào ưa thích còn nhiều chừng đó Ưa thích chừng nào đến lúc là ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài Phải không quý vị? Đến đây là gần như là đến đến chết mà vẫn còn còn ưa thích đó. Đến chết mà vẫn còn tiếc của Đến chết mà vẫn còn là, 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 là thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi Cho nên chính vì cái đó mà chúng ta phải đào thai trở lại tái xanh trở lại thì nó không hết về về cho nên trong giác mê tâm kệ thầy diễn cách rõ ràng nào nhãn thấy sắc thường hay bận biểu tai ưa nghe những điệu âm thanh mắt với tay đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi im dịu đồ thơm tho ưa nó chịu chốn xả hương hay lết lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần đồ ngọt béo ưa nó mến thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tâm tình ý thì ưa sửa sắc so hình giới chức phận cho cao cho quý Sáu đường ấy ở trong tâm ý ta ma mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đủ ra khỏi xác dứt được nó ấy là giải thoát thì xác trần mất khỏi đỏ đài. Thì trong giác mê tâm kệ thầy diễn quá rõ ràng đồng đạo. Sở dĩ tôi dạo dĩ bị đỏ đài, bị đỏ lạc thì cũng chính về sáu thằng này nè. Tức là cũng chính vì là, 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 là là, là, là ông chủ nè, ông mời gọi cũng chính vì sắc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mời gọi sắc thinh hương vị xuất pháp chính vì vậy chính chúng ta khổ à, thì đó là cái hành trạng đó cho già đức thầy còn dạy thêm là người ta dùng đủ phương thế để bổ dưỡng thân xác của mình làm cho trí huệ càng thêm mà ám ngu đần không còn lo lắng sự tiêu diệt à, cho nên thì ngoài cái vấn đề ngoài vấn đề ô nhiễm nó ra thì ở đời người ta thì phải nói rõ là tìm đủ cách tìm đủ cách làm sao mà cho thân này tráng kiện như tôi nói hồi nãy giống như Tần Thế Hoàng ngày xưa, có một cái tham vọng cực kỳ bây giờ, gần như là tất cả các cái 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 loại thuốc quý cả nào, bổ dưỡng cái nào thì Tần Thế Hoàng đều có, phải nói rõ là đều có là 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 là, là tham tham khảo và đều có dùng hết. đến đổi là ông cố tìm một cái phương thuốc trường sanh bất tử, tức là ông muốn sống hoài không chết, nhưng mà cuối cùng rồi thì chính vì vậy biết bao nhiêu Oan hồn phải bỏ mạng, với một cái sự phải nói rõ là cuồng tính của ông. Do đó thì cuối cùng thì ông cũng chết với lứa tuổi rất trẻ. Phải chi sống thọ đâu. Rất là trẻ. Bởi vì quá tính toan, quá mua mô, mô, quá xạo quyệt, quá giết người đó. Thì bấy nhiêu đó thì nó cũng đủ đón mạng rồi. Thì nó không hết. Cho nên ở đây Đức Thầy đưa cái hành trạng xin nó gọn lại. Thì không ngoài lục căn ô nhiễm lục trần. Không ngoài chúng ta muốn tẩm bổ thân thể mình. Nhưng không ngờ càng ngày chúng ta càng tẩm bổ thì càng làm cho trí quá chúng ta lại lu mờ và yeah không có còn lo lắng đến ngày tiêu diệt mà lúc bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến cái quyển giả nghĩ đến cái mau tan mau rã thôi Thì chúng ta không có còn nghĩ đến cái ngày cái ngày tiêu diệt nữa thì đó là những cái đau đớn nhất trong cuộc đời tu của chúng ta khi mình là cái người tu mà đôi khi mình vẫn còn ô nhiễm như người đời mình chưa nhận chân lý do đó cho nên cái bài pháp này tôi nghĩ rất là quan trọng và chính vì cái sự ô nhiễm đó mà nó sinh ra một tai hại khôn lường đồng đạo ạ bởi vì đồng đạo thấy rằng Đức Thầy dạy là cầu chẳng thành những việc thích tham Người ở đời ấy cũng lòng tham Mướn phú thọ phẩm hàm tiền của Nào vợ đẹp hầu sinh là lụa Không được thì bực tức u phiền Cả tâm thần điêu đứng đảo điên Vậy có phải khổ hay là rạng Vậy thì khi mà cái sự ô nhiễm chúng ta Nó vào một trạng thái nghiện ngập rồi đó Mà lúc bây giờ nó làm chúng ta Phải nói rõ là gần như là mất hết lý trí Mình chỉ biết đua chen theo danh lợi thôi Cho nên thì nhiều khi đó Nhiều khi vì cái sự ô nhiễm này mà chúng ta lại bẻ bàn cái tình mẫu tử cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cúp nhục giết nhau đôi khi chúng ta bẻ bàn cái tình huynh đệ đôi khi chúng ta bẻ bàn cái tình bè bạn đôi khi chúng ta lạnh nhạt cái sớm chòm dân dân chính vì vậy cho nên bị mọi người xa lánh cái người mà rơi vào tà mạng thì luôn luôn bị mọi người xa lánh trở nên độc ác trở nên nhỏ mọn trở nên ích kỷ và không khéo chúng ta vì muốn phụng sự cho cái ham muốn này mình lại phạm những cái điều phạm pháp để rồi chúng ta bị tù tội ở tại thế gian mà nếu như chúng ta không tù tội tại thế gian thì tương lai linh hồn chúng ta cũng phải luân chuyển báo đền tương lai chúng ta cũng phải đến cái ngục tù ngục tù tâm tối của 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 tam ác đạo mà thôi thì nếu nói cái tai hại của chánh mạng thì chúng ta của tà mạng thì chúng ta nó không hết trong đạo à? vì vậy cho nên giờ này khi nhận định được vấn đề này thì yếu tố tiếp theo À, đức thầy dạy cái phương pháp hành chánh mạng như thế nào. Cho nên thầy chủ biết, thế nên hãy xa lắm những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ hết những đài cát xa qua thân mình tự chủ tìm đến chỗ bất diệt bất sanh, thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua siêu sanh vào cõi niết bàn. Một đoạn văn tản rất là ngắn, ngắn lắm. Nếu chúng ta nói so với kinh kệ, so với con chữ thì ngắn lắm nhưng mà làm được cái điều này là chúng ta đắc đạo trong tầm tay cho nên tôi mới dám khẳng định rằng mỗi chánh mà đức thầy dạy đều có khả năng đắc đạo đều có khả năng chứng được thánh quả kính thưa đồng đạo như vậy thì yếu tố đầu tiên thầy dạy là hãy xa lánh những điều làm cho tinh thần bị đen tối bây giờ chúng ta gẫm lại coi cái gì làm tinh thần bị đen tối thì chúng ta xa lánh vậy thì cái mặt thô thì đức thầy dạy đó con người ăn ở phải là phải giữ gìn thân thể cho khỏe mạnh sạch sẽ tức là biết trọng vệ sinh từ chỗ ăn cho ở về bởi vì đó là là là, là, là thân thể có khỏe mạnh chúng ta có tức là có trọng vệ sinh có sạch sẽ rồi thì lúc bây giờ tinh thần mới mở mang mới phát triển được vậy thì nếu nói về phần thô phần vật chất cái con người mà sống ăn ở mà dơ bẩn quá tức là không có được sạch sẽ đó thì vấn đề này nó cũng ảnh hưởng đến đến cái cái trí trí não chúng ta làm nào cái vấn đề nó làm tinh thần chúng ta bị đen tối đó vì cho nên ông cha chúng ta nói một câu là nhà sạch thì mát bác sạch con cơm mà thầy đã dạy chúng ta là bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn vì thần thánh chỉ gần những cái trong sạch nên ai muốn được tiếp độ thì phải trong sạch vừa tinh thần lẫn vật chất cho nên chúng ta phải nói về phần thô về phần xác thịt mình đó mà muốn hành được cái chánh mạng này hãy xa lánh những điều làm tinh thần bị đen tối thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải sạch sẽ phải sạch sẽ đồng đạo sạch sẽ và từ sạch sẽ ở cái vật chất từ nhà cửa chỗ ăn chỗ nằm biết trọng vệ sinh thì đến tiếp theo chúng ta phải sạch sẽ ở luôn cả cái phần tâm hồn tâm hồn chúng ta không sạch sẽ tâm hồn chúng ta không có ô uế tâm hồn chúng ta không có một cẩn cáo gì cả thì như vậy chúng ta mới mới xa lánh những điều bị tinh thần đang tối rồi hơn thế nữa những cái mà chúng ta đem vào lòng của mình có những cái đem vào nó rất là tốt và có những cái đó mình đem vào thì xin thưa rằng nó nó làm chúng ta tối. Cho nên những cái vấn đề tối này tôi điển hình thí dụ chúng ta uống rượu nè. chúng ta á phiện nè. chúng ta phiền não nhiều quá nè. Chúng ta chạy theo ham mê một cái gì đó thì những cái đó thì hoàn toàn làm tinh thần bị đáng tối Kính thưa đồng đảo, nhất là uống rượu, uống bia thì cái này là cái rõ ràng nó làm tinh thần đem tối nè. Do đó cho nên hôm nay để hành trách mạng thì yếu tố đầu tiên đó thầy dạy chúng ta hãy xa lánh những điều làm tinh thần cho tinh thần bị đen tối thì trong và ngoài đủ. À, tức là mình hãy xa lánh những cái điều nghiện ngập. À, những cái điều mà phải nói rõ là nó 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 làm cho chúng ta sai xưa, nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm cho chúng ta tối tăm thì các vấn đề đó chúng ta đừng để trong lòng của mình. Cho nên tôi cũng thường nói hoài cái vấn đề phiền não, cái vấn đề mà phân biệt cái vấn đề mà ghét thương đó thì trong cái vấn đề đó là nó nó rất là nguy hại nó như độc độc dược đồng đạo ạ à. rất cư hại cho nhà tu chúng ta nếu như một nhà tu mà còn phân biệt còn thương ghét còn hơn thua nhiều quá thì nhà tu đó không bao giờ phát triển cái đạo tâm nhà tu đó không bao giờ sáng suốt đồng đạo ạ à. bởi chúng ta còn quá ích kỷ còn quá nhỏ mọn còn quá ganh tị còn quá thành kiến còn quá là là là, là, là phiền não thì xin thưa rằng các cái đó là làm tinh thần chúng ta bị đen tối đó cho nên hôm nay để hành được chánh mạng đồng đạo phải phải xoay lại dòm chính bản thân mình thì một lát nữa đến cái phần thiền định chúng ta sẽ nói vấn đề này cho nó rõ ràng hơn một chút. Kính đồng đạo. Rồi thầy dạy là bỏ hết các đại cát xa qua. Vì đại cát xa qua là gì trẻ tôi danh lợi. À, tức là cõi trần đừng đắm ngửa xe, đeo tuồng mộng quyển, lập đè sắc hương, chúng ta không có được đeo theo cái này. Đại cát xa qua Như vậy thì đồng đạo nhớ cho tôi một điều, hôm nay chúng ta có giàu có đến đâu, nhưng mà chúng ta cũng không bằng thái tử sẽ đặt ta hả quý vị phải không nhưng mà thái tử ta thì mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc cọc dốc ngọc đông cung tước phế liền xem đó hãy người mau lập chí tu hành cái nhớ giữ cho nguyên mà thầy dạy rất rõ đó trong cái bài luận việc tu hành đó. vì cho nên chúng ta lại đeo đắm những cái giả tạm này làm gì xong cái núi trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đặng nào ai biết đường hãy sớm tạo đạo kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi thầy dạy rất rõ rồi vì vậy cho nên hôm nay nhà cao cửa rộng xe qua Đài cát xa qua nó là cái gì Nếu nói trong mắt của nhà tu chân chánh Nó chỉ là hạt bụi thôi còn trong mắt của người đời Trong mắt của những người nhà tu không chân chánh Thì nghĩ đó là quyền lực Đó sai khiến chúng ta Cả một đời Làm nô lệ cho nó Kính thưa đồng đạo Thì nó không hết Vì vậy chúng ta nên nhớ rằng những vấn đề này là những đề không thật Mà đoạn khác thầy dạy là thích ca còn phế tước hàm đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Vì vậy cho nên trong bài Thiên lý Ca thầy đã dạy rất rõ đó. À, cái chức phải nói rõ là gần như cái chức vụ làm vua đang kề cận, đài cao gác tía mà nói rõ là chúng ta không có bàn được nó. Không bàn nhưng mà cuối cùng rồi Thái tử bỏ hết để xuất gia tầm đạo. Thì cái gương đó vẫn còn trước mắt chúng ta đó. Mà đức thầy đã diễn luận rất là nhiều chỗ như tôi vừa nhắc. Cho nên hôm nay quý vị ơi, để có được chánh mạng chúng ta đừng có đua theo những cái giả, những cái giả tạm những cái mau tan mau rã nữa mà mỗi đồng đạo chúng ta phải đầu tư cho cái phần linh hồn đầu tư cho những cái mà chúng ta phải nói rõ là trường tồn vĩnh cũ chứ chúng ta đừng giả dạ gì đầu chứ đầu tư cho cái giả phí cả tâm cơ cả trí não cả đời để phụng sự cho nó lo cho nó rồi cuối cùng rồi nó cũng bỏ chúng ta mà đi thôi nó không hết ha cho nên đức thầy mà dạy chúng ta phải bỏ hết những đại cát xa qua và quan trọng là thân mình tự chủ chúng ta đừng bị động đa phần con người chúng ta thường bị động đồng đảo à vì vậy nên hôm nay đức thầy sợ chúng ta bị động cho nên chúng ta phải luôn luôn là người chủ động thân chúng ta phải luôn luôn làm chủ thân mình tự chủ để tìm đến chỗ bất diệt bất sanh vậy thì chỗ nào bất diệt bất sanh thì xin thưa rằng chỗ này là chỗ giải thoát chỗ này là chỗ niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh bất diệt bất sanh là không sanh không diệt mà xin thưa rằng nếu nó không sanh không diệt là chỉ có cái cái cỏ là chúng ta được về cực lạc thánh tới ăn dưỡng tức là chỉ có cái cảnh mà thầy cho biết rằng là là là, là, là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ bất sanh tức là không sanh về đó rồi đường sanh mạng phật ta đồng thọ đâu còn sanh trở lại nữa bất diệt là không diệt mất tức là thường còn mãi mãi trường tồn vĩnh cửu không có hạn định cho nên đức thầy dạy chúng ta phải thân mình tự chủ có nghĩa là cái quan trọng ở đây chúng ta đừng để bên ngoài nó dẫn dắt mình đừng để danh lợi tình dẫn dắt mình đừng để ngoại cảnh chi phối mình mà cái quan trọng là tự chúng ta mình phải làm chủ mình gọi là thân mình tự chủ thì khi có thân mình tự chủ rồi thì lúc bây giờ mới nhắm cảnh niết bàn thắng tới tức là chữ niết là ra khỏi chữ bàn là rừng mê niết bàn là chúng ta ra khỏi rừng, rừng mê chữ niết là không chữ bàn là dệt chữ niết bàn là chúng ta không còn dệt cảnh sanh lão bệnh tử nữa không còn dệt cái cảnh nghiệp cảnh khổ nữa thì lúc bây giờ chúng ta giải thoát rồi bao nhiêu giải thoát hỏi có khỏi cần nữa nữa nhưng mà muốn được thân mình tự chủ dứt phát không làm nô lệ nha đồng đạo đã nhớ tôi cho tôi chỗ này chúng ta phải tự chủ chúng ta phải tự tìm con đường bắt diệt bất xanh sanh phải không coi rồi phải thân mình tự trị chẳng đổ sống phật khó giác nhiều sống sống trong cuộc đời này chúng ta đừng để hệ lụy chúng ta đừng để tham sân si nó dẫn dắt chúng ta chúng ta đừng để ngoại cảnh dẫn dắt chúng ta mà cái quan trọng là thân mình tự chủ cái câu này nó hay lắm đồng đạo câu này là một câu đại thiền nó thân mình tự chủ mà nó rõ không phải là đơn giản vì về chứ muốn đạt được thân mình tự chủ muốn đạt đến chỗ là đến chỗ bắt sanh bắt diệt để nhắm cái cảnh nước bàn tăng tới thì thầy mới dạy chúng ta cái cái ý tiếp theo đó là thiền định đặt làm thể trí tuệ đặt làm mạng linh hồn nhập liên qua siêu sanh vào cõi nước bàn hay hoặc là một cái mạng chúng sanh ơi hở cho hồn linh cai quản châu thân lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc một lát nữa chúng tôi sẽ liên hệ quyển tư để trình bày thêm ý này còn vấn đề này trong hiện tại giờ này thì chúng ta phải trình bày ở cái chỗ là thiền định làm thể và yeah, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua, siêu sanh vào cõi nít bạn. Các cái từ ngữ quá hay. Phải nói rõ là các cái từ ngữ mang đượm cái chất giải thoát, mang đượm cái chất thiền học, mang đượm cái chất giải thoát của một nhà tu nếu thực hiện đúng là Đức Thầy. Cho nên thật ra kính thưa quý vị, à, tôi cũng có đọc sách nhiều về tham giáo thì chắc những đồng đạo đã theo dõi tôi à, những những năm gần đây từ ngày tôi ra trường làm nhiệm vụ năm 2019 2009 thì đến đây cũng gần ngót 10 13 năm thì gần như thì quý vị cũng thấy rằng là tôi cũng có một cái 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 cái, cái phải nói rõ là một cái lập trình học về tam giáo thì kinh sách thì cũng tham khảo nhiều nhưng mà thật ra khi mà tham khảo nhiều chừng nào đó thì đọc đạo đức thầy chúng tôi còn hể đức thầy nhiều chừng đó cái cách mà viết văn chương Đức Thầy Xin thưa như quý vị là thế gian không có đâu. Rất tiếc kể xưa Đức Phật không có viết Đức Phật nói không à? à Cho chúng ta nếu mà so giữa Thầy Đức Phật Mình không dám so Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ do đệ tử của Ngài Viết lại cho nên thì văn chương viết lại Mà so với văn nói không giống nhau à, Tức là nhận ý mà viết Mà chưa chắc thì viết đúng ý nữa à, Cho nên dù sao đó nữa Ở văn chương tam tạng giáo điển Ở thế gian chúng ta thấy thì đa phần là phàm tăng viết đa phần là phàm thân tăng giết thôi dịch giả dịch lợi thôi chứ còn mà cái căn nguyên như thánh tăng như thầy chúng ta là phật thì không có vì vậy cho nên gần như các cái văn chương khác mà so là đức thầy thì nó có một cách biệt xa lắm đồng đạo à. à tôi theo đó là theo cái nghiên cứu của tôi cho nên ở đây đức thầy viết một cái đoạn là thiền nịch làm thế nè trí huệ đặt làm mạng nào. linh hồn nhập liên quan siêu sanh này có nít vàng bao nhiêu chúng ta thấy quá hay tuyệt phải nói rõ là tuyệt đáo tuyệt đáo phải nói rõ tuyệt đáo vì vậy cho nên mình lại triển khai ý thứ nhất thiền được ta là làm thể vậy thì chữ thể này là chủ thể chữ thể đây có nghĩa là thể chất vậy thì mình phải làm sao hàng ngày cái chủ thể của con người chúng ta cái thể chất thật của con người chúng ta phải là sống trong cái thể thiền định đồng đạo à? thiền định là gì thiền định là tĩnh lự là tư duy là thiền na là lặng lẽ tâm mình tập trung suy si gẫm vào một đề yếu gọi là thiền định mà đức thầy dạy hành đạo thiền cấp cấp sớm phía lòng thương chúng phiên răng đủ thế mà nào khác chợ trưa đồ ế bán rẻ rời ít kẻ hỏi mua vì thì đức thầy ra đời thầy triển khai pháp thiện nhưng mà ít có người thực hiện đúng lắm cho nên đức thầy mới than này giống như mà, mà chợ trưa đồ ế vậy đó trong năm thơ cẩm tú đó hay hoặc là trong bài cho cô năm võ thì hợi thầy cũng dạy là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lạnh đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh vai quay về cõi phúc đường chân đạo phật pháp thiền na dốc thực hành cho nên đức thầy dạy hành thiền rất nhiều chỗ trong thi văn của ngài như vậy thì ở đây chúng ta muốn đạt ở chỗ thiền thì cái quan trọng hàng ngày chúng ta sống phải nói rõ mình nói nôm na là sống ở trong tỉnh thức sống lặng lẽ trở về nội tâm chứ nếu như hàng ngày mà đồng đạo mà sống không lặng lẽ trở về nội tâm chúng ta sống với cái sự nhộn nhịp ham vui ham những cái vật chất chúng ta ham những cái nói năng nhiều quá thì vấn đề đó thì chúng ta chưa phải là thiền vì vậy cho nên cái 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 thể của thiền đồng đạo nó nhớ rằng nó cứ rơi vào cái chỗ trầm lặng suy tư thiền là suy tư ở đây suy tư trầm lặng theo chánh pháp còn cái vấn đề mà chúng ta bàn ở một cái vấn đề là trầm cảm là khác nha hai vấn đề này không không giống nhau được vấn đề trầm cảm là khác à còn thiền mà đức thầy với đức phật dạy là chúng ta tư duy bên đạo phật thì người ta học tập theo một cái lề lối là người ta ngồi thiền giống như các vị tổ chúng ta vậy ngồi thiền để chứng đạo còn người tại gia cư sĩ chúng ta thì không cần ngồi thiền Mà thiền đó thầy dạy chúng ta là chúng ta sống trong tỉnh thức Cái quan trọng lúc nào đồng đạo cũng phải sống trong tỉnh thức Cái quan trọng đồng đạo chúng ta sống lúc nào cũng biết mình hết Tức là phải biết mình Phải biết mình đang suy nghĩ cái gì Phải biết mình đang nói cái gì Phải biết mình đang làm cái gì Thì chúng ta biết được cái đó là chúng ta sống trong thể thiền đó Bởi vì thế gian ít có biết quá nhiều khi họ nói lung tung như là họ không biết họ nói là tội phước à họ nói cho thỏa mãn à nói phải nói rõ là được là, 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 cho mọi người khen tặng à tức là muốn nói là nói à còn cái vấn đề mà tội phước kệ nó đi thì đây là cái người không biết rồi một cái một số người nó hành động họ cứ hành động được có nhiều tiền họ làm à họ không làm gì họ làm à họ không nghĩ đến tội phước đâu thì cái làm này cũng gọi là không biết đúng không quý vị rồi suy nghĩ cũng vậy à họ suy nghĩ lung tung hết à về danh về lợi về tình à cái nguồn tư tưởng của họ nó trôi chảy hoài nó không ngưng à nhưng mà họ cũng chả có biết cái gì là tội là phước Thì đây gọi là không biết đó Đó là không biết Về vậy cho nên cái ở chỗ này Đức Thầy muốn dạy chúng ta cái biết Cái thiền là cái biết Chứ là chúng ta phải biết mình đang nói gì Phải biết mình đang suy nghĩ cái gì Phải biết mình đang làm cái gì Thì đó là thiền đó đồng đạo đó. Mà Thầy dạy một câu gọn thôi Ngồi đâu cũng sửa dậy thì mới mau là thiền Sống trong cái biết Cái này cũng là cái biết chứ cái biết mà trở thì nội tâm thì thật ra là, là 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 đây là cái căn cái cái căn cơ cao nhưng mà làm sao chúng ta làm được về về cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta biết những cái hành động những cái lời nói trở về bên trong thì đó là chúng ta sống trong thể thiền định đó cho nên đức thầy dạy trong nan thơ cẩm tú tức là trong 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 diệu pháp văn minh chứ trong diệu pháp văn minh mà ngài đã giải rất rõ rồi ngoại quan cảnh tâm vô kỳ vật nội quan cảnh tâm vô kỳ vật đường đạo đức bước đi từ nát ngoại quan hình bất chấp kỳ hình thì đấy là thiên nè đấy là đại thiên nè cái này nó không khác với đức lục tổ dạy là ngoài lý tướng di thiền nội bắt loạn di đà là cái pháp thiền mà lục tổ dạy đó rồi tiếp nữa thì phật thật phật hoàng trần nhân thông ông cũng dạy pháp thiền của phật hoàng trần nhân thông cư trần lạc đạo thả tùy duyên cơ tắc sang hề thốn tất niên gia trung hữu bích tầm gia trung hữu báo hữu tầm bích đối cảnh vô thiên vô tâm mạc nhân thiền có nghĩa là sống ở đời phải lạc đạo sống tùy duyên là thiền đó sống đừng có gàng buộc sống tùy duyên cái gì đến với mình thì đến không đến thì thôi không mong cầu thì đó là tùy duyên đó nó. sống gì nó vui lắm hễ đói thì ăn tối ngủ liền không mong cầu trong nhà có báo trong tâm chúng ta có phật nè tìm đâu nữa khi đối cảnh mà vô tâm mạc vấn thiền khi mà chúng ta đối cảnh mà tâm mình không phụ thuộc vào cảnh đối với sắc đối với thinh đối với hương đối với vị mà tâm của mình không có thấy sắc thinh hương vị xuất phát gì cả thì như vậy là chúng ta là thiện rồi nếu mà đối cảnh vô tâm Chúng ta đối cảnh mà tâm không ô nhiễm đó Không có cần nói ta thiền nữa Bởi vì chúng ta là thể thiền đó Cho nên cái bài pháp mà của Phật Hoàng Trần Nhân Tông Của Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông Là tôi phải nói hết sức là khâm phục với giờ Phải nói rõ là một câu đối cảnh vô tâm mạc Vẫn thiền một câu này đắc đạo rồi đó đồng đạo rồi. Một câu một thôi đắc đạo rồi đó Nhưng ai làm được Thì chính vì hai cái chân lý này nè Cái chân lý ngoại di loạn Tức là tức là ngoài lìa các tướng gọi là thiền trong tâm không loạn động gọi là gọi là là, là, là định đó mà lục tổ đã dạy đó ngoài lý tướng di, di, thiền nội bất loạn à, di định đó xin lỗi nội bất loạn di định thì như vậy thì ngoài lì hết các tiếng gọi là các tướng gọi là thiền trong tâm không loạn động gọi là định thì cái này và trúc lâm tam tổ của phật hoàng trần nhân tông và đức thầy chúng ta à, nội quan cảnh tham vô kỳ vật ngoại quan hình bất chấp kỳ hình thì hai cái này ba cái tư tưởng này đồng với nhau phải không đồng đạo như vậy thì nội quan cảnh Nội là bên trong Chữ quan này là quan có g Tức là chữ quan này là sáng đồng đạo à. Nội quan cảnh tâm vô kỳ vật Là ý đức thầy dạy trong tâm của chúng ta Phải luôn luôn sáng suốt Và vô kỳ vật Vậy thì vô kỳ vật ở đây là Không có chứa một vật nào hết Mà để cho nó thông dong tự tại Trở về cái trạng thái hư không Thấy không đồng đạo Vậy mới đắc đạo được Mới chánh mạng được Còn giờ này tôi dạo vậy Thì trong tâm chúng ta chứa đủ thứ trời chưa thương, chưa ghét Chứa vật này, chứa vật nọ, suy nghĩ vật kia Cứ chứa cái này, chứa cái khác, chứa hoài không ngừng Chính vì chúng ta chứa quá nhiều Cho nên làm cho cái đàn chúng ta nó tối Phải không đồng đạo Vì vậy cho nên nội quan cảnh tâm vô kỳ vật Mà Đức Thầy đã dạy, đây là pháp thiền Chúng ta phải làm sao trong tâm chúng ta lan luôn sáng suốt Không chứa vật gì hết Thì muốn làm được điều này chúng ta phải nhờ với luật thôi Có với luật mới làm được điều này Cho nên cái vấn đề tránh mạng nó liên đới với giới luật nó là giới định huệ nó là cái tạng giới đồng đạo à. rồi muốn làm được điều này không phải là làm được liền mà thầy dạy là đường đạo đức bước đi từ nắc một ngày chúng ta bỏ một phần một ngày chúng ta tách ra một phần và chính vì vậy cho nên cái công việc tu hành này không phải là cái chuyện cái chuyện một ngày một bữa mà phải là một cái lên một kế hoạch lâu dài mới đạt kết quả rồi từ ở cái chỗ nội quan cảnh tâm vô kỳ vật thì đức thầy mới dạy thêm là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình ngoại là bên ngoài cái chữ quan này nó khác chữ quan hồi nãy chữ quan hồi nãy có g là quan sáng còn chữ quan này là chữ quan không có g là quan sát chữ quan có g là sáng là quan sáng chữ quan không có g là quan sát cái nên đồng đạo vì vậy cho nên bên ngoài chúng ta quan sát thấy hết tất cả thấy ạ à? chúng ta thấy hết đồng đạo thấy hết tất cả nhưng mà bất chấp kỳ hình lòng chúng ta không có kẹt không chấp vào cái hình ảnh nào hết phải không đồng đạo thấy mà không kẹt mắt thấy đẹp biết đẹp cái đẹp đi rồi mất giống như hương hải thiền sư hỏi là là là, là, là trả lời vua lê vũ tôn lua dê vua lê vũ tôn hỏi hương hải thiền sư rằng thế nào là chân lý của phật thì hương hải thiền sư chỉ ngâm lên một cái bài kệ thôi đó. tức là nhãn quá tràn không ảnh trầm hải thị nhãn vô di tích chi ý thị vô lưu ảnh chỉ tâm khi con nhãn nó bay qua cái bóng in dưới nước thấy biết chúng ta thấy biết chúng ta có lục căng chúng ta thấy biết hết trong đạo à nhưng mà khi con nhãn nó bay rồi thì bóng nước cũng không còn thấy thấy cái bóng cái 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 dưới nước cũng không còn thấy bóng của nó vậy thì làm sao khi cái bóng dáng đi rồi trong tâm chúng ta đừng lưu cái bóng dáng đó gọi là bắt chấp kỳ hình cái người mà đạt được ngoại ngoại quan hình bắt chấp kỳ hình người này mới nói rõ là gọi là chứng đạo rồi tức là cư trần bắt nhiễm mà lẫn tục đừng mới cứ nói đồng đạo nó không hết vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn bàn ở chỗ này để chúng ta thấy rõ lời đức thầy nó hay như vậy đó nó thiệt diệu như vậy đó Từng câu từng chữ Đức Thầy dạy đều là pháp thiền hết Giống hịch như Huệ Năng dạy vậy đó Tức là ngoài lìa các tướng Các tướng gọi là thiền Trong tâm không loạn động gọi là định Ngoài lý tướng với thiền Nội bắt loạn với định Và cũng đồng nghĩa với cái bài thơ Cái bài kệ của của Phật Hoàng Trần Nhân Tông Và chúng tôi định nghĩa gì Thì đấy là thiền đó Mà cái quan trọng chúng ta phải cái thể này Cái thiền định này hàng ngày nó xuyên suốt trong cuộc đời chúng ta Chứ không phải chúng ta ngày thiền định có vài giờ đồng hồ rồi còn lại chúng ta quên chúng ta nghĩ chuyện khác không được cái vấn đề tu hành cái quan trọng nó thể hiện một cái sự xuyên suốt đồng đạo à, à cho nên là chữ tu đừng kể vấn dài à, tức là chữ tu là 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 chúng ta chúng ta không có kể vấn kể dài không có nể lâu đây là nể mau hôm nay tu là chúng ta phải cố gắng à, chữ tu là chúng ta phải thực hiện phải nói rõ trong quá trình suốt thời gian của mình chứ chúng phải, chứ không phải hôm nay chúng ta tu rồi à, một ngày hai ngày chúng ta nghỉ một tháng hai tháng chúng ta nghỉ một năm hai năm chúng ta nghỉ không được khi một con người hành thiền một con người tu đòi thì phải suốt cả cuộc đời suốt cuộc đời càng ngày chúng ta lột lần lột lần lột lần càng ngày chúng ta tăng cái cái ánh sáng dung lượng của mình trong tâm mình lên một chút một chút một chút thì tôi thấy tôi tin chắc rằng cả đời chúng ta nhất định chúng ta đắc đạo cái quan trọng đồng đạo phải nhớ dùm cho tôi hàng ngày chúng ta phải lấy cái thiền định cái sáng biết cái tỉnh thức này là một cái thể chất căn bản trong đời sống chúng ta có nghĩa là đời sống chúng ta hàng ngày phải có cơm có nước thì cơm nước là nuôi thể chất còn về phần tinh thần thì chúng ta phải đem cái thiền cái sự tỉnh thức cái sự giác ngộ để nuôi cái tinh thần chúng ta thì đó mới là thiền để đặt làm thiền định đặt làm thể và chính vì chúng ta sống trong thể thiền định cho nên lúc bây giờ chúng ta có được trí huệ nó đặc biệt vậy đó bởi vì nếu lặng tâm tức là tu với tỉnh biết làm chẳng khó nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu Vậy thì chúng ta sống trong thể thiền định tức là chúng ta được lặng tâm. Trong lòng chúng ta không còn dậy sống dù bên ngoài thế nào nó chăng nữa nhưng mà tâm chúng ta vẫn gọi là bất động. Như như về một cái trạng thái phải nói là lặng yên, một trạng thái là tĩnh lặng. Vì vậy cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ có được huệ. Vậy thì cái quan trọng đạt được ở đây, cái quan trọng nhất là ở chỗ thiền định là làm thể đó là nhân. Làm được cái này là có tất cả đạo à nào ạ? Ha. Nếu mà chúng ta có được thể thiền định chúng ta có tất cả và từ ở trạng thái đó thì thiền định tâm thể là trí hoạch là mạng thì lúc bây giờ chúng ta lấy cái cái hồn linh đó à, tức là cai quản châu thân lúc đà chúng này sau lúc này chúng ta sống trong quệ mạng mà đức thầy đã dạy là cho hồn linh cai quản châu thân vậy thì muốn đạt được hồn linh tức là sự linh hệ của cái phần tâm thức bên trong thì chúng ta phải thiền định cho nên cho hồn linh cai quản châu thân chữ châu là gì Giáp vòng gọi là châu nhi phục thủy đó chữ châu là vòng vòng chữ châu là vòng vòng theo hắn học từ điển vì vậy cho nên cho hồn linh cái quán cao thân là lúc này là trí huệ tức đặt làm mạng có nghĩa là cho cái sự huệ mạng cái sự linh mạng đó cái sự linh diệu huệ mạng đó nó sẽ quản lý con người chúng ta tức là lúc bây giờ chúng ta để nó quản lý chứ chúng ta đừng có để bên ngoài quản lý nữa chúng ta đừng có để luộc căn bên ngoài quản lý nữa đừng có để danh lợi tình quản lý nữa đừng có để thất tình lục dục quản lý nữa mà lúc bây giờ chúng ta để cho huệ mạng quản lý chúng ta trí huệ đặt làm mạng thì xin thưa rằng đồng đạo khi mà chúng ta có được huệ mạng thôi thì theo triết học phật giáo đây gọi là huệ mạng chứ bồ tát thì lúc bây giờ gần như là chúng ta đạt được trí huệ rồi. một trong lục đổ cho nên bồ tát là sống trong huệ mạng vì vậy cho nên bồ tát không có kẹt gì trơn á còn tôi dạo gì sống trong tà mạng bởi vì mình chưa có chánh mạng cho nên mình buông qua kẹt buông qua mắt buông qua gây nghiệp buông qua thì gây tội nó không hết vì vậy cho nên đối với bồ tát thì sống trong huệ mạng cái nên cái phương pháp mà thầy dạy chỗ này là thầy dạy chúng ta đạt ở chỗ Bồ Tát hạnh đó. Dù là chúng ta là người phàm phu, nhưng mọi hành động chúng ta, lời nói chúng ta đều là Bồ Tát, đều là đem đến sự an vui, đều đem đến sự tốt đẹp cho xã hội loài người, cho cộng đồng thì chúng ta là Bồ Tát còn gì nữa? Bồ Tát đây đâu phải là Bồ Tát nguyện hiển nguyên hình mà Bồ Tát là Bồ Tát bằng hành động, Bồ Tát cụ thể quá vấn đề, Bồ Tát bằng lời nói. Nếu chúng ta nói một cái lời lành Hành động một cái hành động lành Việc làm tốt Giúp người cho con người hết đau khổ Giúp con người biết cho con người trở lại tu hành Thì chúng ta là Bồ Tát hay còn gì nữa Mà muốn đạt trạng thái này Thì chúng ta phải có được trí huệ Làm cái mạng mạch Thì lúc bây giờ hàng ngày là trí huệ Chúng ta luôn luôn dẫn dắt chúng ta Cho nên lúc bây giờ mà quý vị ơi năn nỉ kêu chúng ta tạo nghiệp dữ Nghiệp ác chúng ta không dám tạo Bởi vì Bồ Tát là sẽ nhấn Cho nên khi mà gieo một cái nhân gì Thì chúng ta kỳ kiểm tra kỹ lưỡng coi có cái nhân này nó làm sao nếu nhân ác nhân bất lạnh thì chúng ta không có gieo mà toàn bộ những cái chúng ta gieo đều là thiện lương đều là tốt lành bởi vì chúng ta đang sở hữu trí huệ đặt làm mạng mà. rồi từ một cái trạng thái chúng ta làm bồ tát trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thì lúc bây giờ linh hồn nhập liên qua vậy thì linh hồn là cái phần bên trong lúc về phần bên trong nó không còn ô nhiễm nữa cho nên nó trở thành hoa sen nhập liên hoa là nhập hoa sen bởi vì đợt tánh hoa sen là rừng gần bùng mà chẳng hỏi tánh mùi bùng thì lúc bây giờ chúng ta đạt cái trạng thái gọi là hữu unit bàn thì đây là một cái trạng thái phải nói rõ là lòng chúng ta trong sạch đó. thì cái trạng thái này một trạng thái thầy dạy chúng ta là thân ti còn tục đó trong khuyến thiện á mà tâm địa có mê là chỗ này nè tâm địa có mê là tâm chúng ta giống hoa sen nè quý vị nên nhớ rằng hoa sen sống trong bùng nhớ hoa sen từ bùng nhớ mà ngược lại hoa sen hút những cái bùng nhớ nhưng mà đưa ra một cái nguồn năng lượng tốt đẹp Hoa sen trong cái cái cái, đặc tính của sen á ở trong ruột nó trong rỗng mà ruột nó bổng nó trong không à, không kẹt gì trơn á vì vậy cho nên người tu chúng ta đức phật thì đức thầy ví cũng như hoa sen vậy mà thật sự hoa sen ở đây chúng ta có đạt được ở chỗ là linh hồn nhập liên hoa hữu dương nít bàn thì mai kia mốt nọ chúng ta mới được về cực lạc mới thọ nhập vào liên hoa ở củ phẩm liên hoa mà thầy dạy là liên hoa tên là chính phẩm liên hoa đức thầy có dạy rất rõ là liên hoa chính phẩm ở ngọc tòa được lĩnh thiên đài nấy sai ta mà thầy dạy rất rõ ở trong để chân trong mắt vì vậy cho nên cái quan trọng ở đây khi hành giả đạt ở chỗ này thì lúc bây giờ chúng ta lo giống như hoa sen đi đâu cũng tự tại hết trơn không có sợ ô nhiễm gần với cái người xấu thì làm cho người đó tốt thêm gần người tốt thì làm người đó càng tốt thêm nữa chứ không phải như tôi dạo vậy bây giờ gần người xấu thì mình xấu theo họ gần mực thì đen gần đen thì sáng nhưng mà khi chúng ta đạt được cảnh giới này rồi linh hồn nhập liên qua thì chúng ta gần mực chúng ta cũng không họ không tối trong đó gần mực chúng ta không tối mà có dần chúng ta biến mực đó thành lại một cái chất liệu sáng do cái nguồn từ trường nguồn năng lượng chúng ta quá mạnh bởi vì chúng ta có được trí huệ rồi thì từ đó cho nên những cái người gần gũi chúng ta sẽ âm hưởng cái nguồn từ trường đó thì họ sẽ cảm thấy hết sức an ổn và tự từ bản thân họ họ sẽ tu hành và từ đó thì từ từ sẽ phát sáng thì đó là hữu với niết bàn và từ linh hồn nhập liên qua thì đây là cái nhân trong cuộc sống hiện tại nha đồng đạo và từ cái nhân này thì chúng ta mới siêu sanh vào cõi niết bàn đúng là như lời đức thầy dạy hồi nãy là thân mình tự chủ nhắm cảnh niết bàn tiến tới là đây đây cái chỗ này là chỗ nhắm cảnh niết bàn tới rồi đó hồi nãy là chúng ta mới nhắm mà đúng không đồng đạo mới vào phương pháp hành trì chúng ta mới nhắm thân mình tự chủ nhắm cảnh nít bàn tấn tử tìm nó cho bất dị bất sanh còn giờ này đã tới rồi nè trình bày nãy giờ đã tới rồi đó nó tới đồng đạo à nó tới rồi vì vậy cho nên khi đến đây là siêu sanh vào cõi nít bàn lúc bây giờ là chúng ta được thần thức nhập thái sáng tinh hảo lúc bây giờ chúng ta đã vượt về có phật rồi lúc bây giờ mình đã xong hết mọi việc rồi bởi vì hiện tại chúng ta trong cuộc sống này mình đã đạt được tỉnh độ tâm rồi chúng ta đã có được là là, là tỉnh độ tâm rồi chúng ta đã có được là là phải nói rõ là nít bàn diệu tâm ở tại chỗ này rồi có được chủ nhân ông rồi thì đương nhiên khi chúng ta bỏ cái thân vật lý cái thân giả tạm này thì linh hồn chúng ta tiến thẳng về nít bàn nhập vào nít bàn về cái cảnh giới của đức phật a di đà gọi là siêu sanh và có nít bàn lúc bây giờ chúng ta tỏ liên đài chúng ta ngự tòa sen chúng ta sẽ có mặt trong liên quan cụ phẩm và khi đến đây thì tùy theo căn cơ trình độ mà chúng ta có thể lên phẩm thượng lên ba phẩm thượng và ít nhất chúng ta cũng phải rơi vào ba cái phẩm trung đồng đạo à chứ không bao giờ chúng ta rơi vào ba phẩm hạ tại sao tôi dám nói điều này bởi vì đây là một cái con đường bồ tát hạnh khi hành giả đạt ở chỗ thiền định đặt làm thể trí tuệ đặt làm mạng linh hồn nhập liên qua thì bảo đảm quý vị theo sự nghiên cứu của tôi không bao giờ chúng ta rơi vào là 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 ba cái phẩm hạ mà phải thay ngán ở đó đợi như tôi có trình bày các cái đề tài ở tịnh độ tôi có nói vấn đề rất là rõ rất là rõ vì vậy cho nên hành giả cái thiện ở đây đồng đạo không lo gì về vấn đề thai ngán nữa mà ít nhất chúng ta cũng phải rơi vào phẩm hạ phẩm phẩm, phẩm trung ba phẩm trung hoặc giả là ba phẩm thượng thì khi rơi vào đây thì khi mà chúng ta chỉ công một khải tay ở đây thôi về bên kia chúng ta vãng sanh hoa sen chúng ta nở liền và mình sẽ được nghe đức à, đức phật cũng như nghe các vị a la hán nếu ở phẩm trung chúng ta nghe a la hán thiếu pháp lên phẩm thượng chúng ta sẽ nghe được bồ tát thiếu pháp liền thì lúc bây giờ chúng ta từ đó là tự tại để chúng ta giải thoát. Thì nó không hết cái thần đạo về về thầy mới cho biết rằng cho hồn linh cây quản châu thân lấy chân nhân chân nhân đây tức là ở chỗ trí huệ này cái chỗ hiểu biết cái chỗ con người thật chân nhân là con người chân thật đó lấy chân nhân để dẹp cái tánh phạm trần tức là lấy cái chánh đuổi cái tà lấy cái sáng xua đi bóng đen lấy chân nhân dẹp tánh phạm trần thì thầy dạy mới có thể mong về cực lạc cho nên thì đến đây gần như là chúng ta có thể về được rồi có thể về được rồi thì nó không hết như vậy thì trở lại cái phương pháp để hành trì được có được chánh mạng thì yếu tố căn bản nhất đây đức thầy dạy chúng ta là mình phải sống trong tỉnh thức phải trong sống trong thể tì thiền định ở mỗi giai đoạn nào mỗi một cái trình độ nào ở mọi lứa tuổi nào thì cái quan trọng ở mọi ngành nghề nào của người tại gia cư sĩ chúng ta thì mình phải sống trong tỉnh thức sống trong sự giác biết làm cái gì chúng ta phải biết mình đang làm cái gì khi nói cái gì chúng ta phải biết mình đang nói cái gì Khi suy nghĩ cái gì chúng ta phải biết được mình đang suy nghĩ cái gì Thì tự nhiên đến đó thì chúng ta sẽ lội trừ được các điều ác Ngành nghề cũng vậy Mọi hoạt động thường nhật cũng vậy Thì khi hiểu đến đây thì gần như đồng đạo chúng ta không còn dám làm ác nữa Lúc bây giờ chúng ta cứ một đường thắng bản mà mê ô chừng đó mới là một nhiệm Chúng ta cứ hành thiện, làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện Thì đương nhiên chúng ta sanh về cõi thiện nó làm thiện hành thiện nói thiện suy nghĩ thiện thì chúng ta sanh về có thiện sanh về có Phật chứ về đâu bây giờ thì nó không hết thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc à, qua cái chuyên đề chánh mạng thì phải nói rõ là cũng tinh gọn cái thời gian đem những cái yếu chỉ căn bản nhất để nhắc nhở với nhau cho nên thì trong quá trình trao đổi nếu có gì sai sót à, cũng như có ý kiến hay hơn thì cũng mong mà quý vị cao minh có độ tổ thầy bổ phí thêm chúng tôi thì à, trước khi dứt lời chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo. Nó dành thời gian cũng trên dưới khoảng một giờ đồng hồ để lắng nghe chúng tôi trình bày qua chuyên đề ngày hôm nay thì cuối cùng chúng tôi không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng đạt có được mà đức thầy dạy đó là cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục đừng mê chứng hoặc hiền trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật